Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Hôm nay chúng ta học xong một cái chủ chủ đề mới rồi. Theo tôi là rất là hay nhé. Cái chủ đề hôm nay là chủ đề về về âm nhạc, âm thanh và nhạc. Thì chúng ta sẽ được học một cái bài rất đặc biệt đấy. Thì đầu tiên là về âm thanh chữ này. Về âm thanh thì theo chúng ta đã biết rồi, bây giờ nhắc lại nhé, nhắc lại là như này, tức là mỗi một nhân vật ở trong Python, ở trong Scratch và sân khấu đều có âm thanh riêng của mình. Ví dụ đây là con mèo nhé, thì mèo nó sẽ chúng ta vào cái cột cái tab sound thì nó sẽ hiện ra các âm thanh của nhân vật đó. Sân khấu cũng có âm thanh riêng của mình. Đó thì như vậy là âm thanh nó làm cái thuộc tính của nhân vật và sân khấu. Đó thì chúng ta có thể xử lý cái âm thanh đó như nhau với cả sân khấu và nhân vật. Bây giờ tôi quay lại cái này, chúng tôi vẽ cho các bạn xem một chút nhé. Như vậy là ở trong Python thì các bạn đợi tôi một chút, tôi lấy cái bảng tính ra, tôi sẽ ta sẽ cùng nhau xem cái này nhé. Rồi. Như vậy chúng ta hôm nay chúng ta học vào cái bài về âm thanh này, âm thanh và nhạc nhé. Âm thanh cộng với nhạc. Đấy. Thì mỗi một nhân vật này ở trong và sân khấu nhé. Đây là tôi vẽ lên để sân khấu thì nó có cái một nó có một cái thuộc tính, có một cái thuộc tính riêng của mình, thuộc tính là âm thanh, là âm thanh. Âm thanh nó có thể có một hoặc là nhiều, thì chúng ta sẽ đánh số như vậy. Nó là một dãy các âm thanh chứ không phải là một, nó là một dãy các âm thanh, dãy các âm thanh. Đánh số là đánh số từ 1 trở đi, và âm thanh như vậy là nó là 1 này, 2, 3, nó có thể là n âm thanh và được có tên âm thanh cả. Nó có tên, có một cái tên riêng của âm thanh, tên riêng, tên tên và tên. Đó. Chúng ta có thể bổ sung thêm vào cái danh sách này nhé. Và chương trình sẽ chúng ta có thể lập trình để cho sân khấu và nhạc có thể bật âm thanh bất kỳ ở trong cái chuỗi này. Thì nên như vậy đây là một cái điểm rất là hay, rất đặc biệt của Scratch. Mình em biết lấy ví dụ nhé. Đây, âm thanh một là với con mèo này, âm thanh một của nó là mặc định là có sẵn là pop, chúng ta có thể xóa được, chúng ta có thể xóa hoặc là bổ sung nhé. Thì việc bổ sung âm thanh thì chúng ta vào đây và nó rất rất là nhiều nốt nhé, chúng ta chú ý đây nó có nhiều nốt đây. Thì cái nút này là nút chúng ta sẽ bổ sung âm thanh bằng cách là ta lấy một cái file âm thanh từ trên máy tính, chúng ta đưa vào chương trình. Thì Scratch hỗ trợ âm thanh lại hoặc là file WAV hoặc là file MP3. Đấy. Cái lệnh này thì tôi không này tôi ít dùng lệnh này là cái lệnh chúng ta thu âm trực tiếp luôn, thu âm trực tiếp âm thanh từ 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 máy tính nhé. Còn lệnh này là chúng ta vào một cái danh sách như thế này và chúng ta chọn âm thanh. Thì phần mềm là có sẵn một rất nhiều âm thanh có sẵn. Đấy. Nó chia là rất nhiều nhóm khác nhau, đây là tất cả này, đây là chia là các âm thanh của con vật này đấy. Đấy. Rất nhiều nhé, rất nhiều chúng ta có thể sử dụng. Đây là âm thanh là các cái cái hướng khác nhau đó. Tôi lấy được con vật nhé, đây con ngựa này, chúng ta cho ngựa cho con bấm này cho con ngựa vào này, đây là ngựa nhé. Chúng ta lại tìm một con khác, đây chúng ta lại tìm một con khác, ví dụ như là con chó này. Đấy. Đấy, đây là con chó, chúng ta bật đây nhé, đây là con chó này. Sau đó chúng ta có thể tìm thêm một con khác, chúng ta vào đây ví dụ nhé. Đấy, làm được gì đó nhé. Đấy
Như vậy chúng ta có 1, 2, 3, có 4 cái âm thanh. Chúng ta có thể âm thanh lấy từ máy tính vào được. Để chúng ta bấm nút này, chúng ta sẽ lôi một cái âm thanh từ trên máy tính vào. Ví dụ tôi đưa vào lệnh cái file này, file có icon chẳng hạn, chỗ icon chẳng hạn, tôi đưa vào đây. Đó. Thế như vậy là mỗi một nhân vật là cho phép chúng ta tạo ra được rất nhiều âm thanh. Là có thể là chúng ta thu âm trực tiếp được. Đây, vào lệnh này nhé. Tôi thu âm này. Nhân vật bấm đây, tôi vào thu âm này. Tôi là con mèo đây. Đấy, như vậy. Chúng ta làm một lệnh như vậy. Và chúng ta sẽ bấm vào đây. Chúng ta sẽ bấm nút save. Nó sẽ ghi vào. Và mỗi thanh như vậy chúng ta có đặt tên. Đây đây là tên là pop này, tên nó là host, tên ở đây nó là doc này. Đấy, ví dụ chúng ta có thể đặt tên, có thể đặt tên trùng số cũng được. Tôi để pop, tôi để ở đây là số 1 thôi. Đấy. Thông thường là dùng số, là nhiều khi dùng số là rất thuận tiện luôn các bạn ạ. Đấy, đấy. Còn dùng chữ cũng hay có nó, nhưng mà chúng ta sẽ làm quen sau. Có thể là để mà thông thường thì người ta đặt tên các cái âm thanh này trùng với tên của số tự của số tự của âm thanh đó. Âm thanh số 4 nhá, tôi viết là số 4 vào đây. Âm thanh số 5 là chuỗi con, tôi viết là số 5 vào đây. Âm thanh số 6, âm thanh nhà đấy, âm thanh số 6 là tôi tự thu âm nhá, 6 đây. Có dùng tiện được nhá. Được rồi, thì bây giờ chúng ta xem lại những cái lệnh mà liên quan đến âm thanh này. Chúng ta vào cái nhóm mà lệnh là âm thanh sao. Đó, thì chúng ta chú ý là đối với âm thanh thì nó có hai cái lệnh rất quan trọng là hai cái lệnh này. Thành chúng ta biết rồi. Cái lệnh này là lệnh như sau, lệnh là bật âm thanh và chờ âm thanh nó chạy xong thì mới chuyển sang lệnh tiếp theo. Gọi là play sound until done, chúng ta chú ý nhé. Có lệnh này là lệnh là bật âm thanh luôn và chuyển ngay sang lệnh sau, như vậy là đồng thời bật âm thanh vừa chuyển sang lệnh sau. Đấy, thì chúng ta chú ý nhé. Cho nên khi chúng ta mà vì chúng ta muốn là bật âm thanh sao cho máy nó dừng lại thì nếu chúng ta để như này là sai này. Cho chúng ta để là stop on như này thì để như này thì con mèo nó chạy, nó nói chưa xong âm thanh 6 này nó đã dừng mất rồi. Mày rồi bật chạy thử nhé, có nghe cái gì đâu. Đấy. Nhưng mà chúng ta để như này thì được. Như vậy là bật bật xong rồi, chạy xong âm thanh này rồi thì mình vào đây. Tôi là con mèo đây. Đấy, đấy, chúng ta chú ý như chúng ta có hai lệnh là play sound. Ngoài ra thì phần mềm cho phép chúng ta là lựa chọn các âm thanh theo tên, đặt theo tên và theo số tự. Nhưng bây giờ tôi làm như này. Bây giờ tôi làm như sau, tôi làm một cái tạo ra một cái biến là SVT. Biến tên là K đi, biến là K nhé. Đó. Sau đó tôi làm như sau, tôi cho con mèo của chúng ta là sẽ bật âm thanh, nhưng mà âm thanh chúng ta là tôi chọn được ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 cho đến 6. Tôi làm như sau. Đây. À, tôi vào cái lệnh này nhé. Đó. Và tôi vào cái lệnh là đây, đặt cái biến K là một số ngẫu nhiên. Tôi chọn cái nhóm sensing là nhóm cái nhóm phải nhóm operator là cái nhóm nó có cái lệnh là chọn ngẫu nhiên. Đây tôi đặt là k là một số ngẫu nhiên từ 1 đến 6, như vậy là một số tự nhiên nhé. Đấy, và sau đó tôi sẽ chạy cái âm thanh là số k. Đấy, rất hay nhé. Như vậy cái lệnh play sound này chúng ta có thể chọn tên của nó hoặc chúng ta có thể đặt lên số tự. Đây tôi đặt vào đây là cái k này, tôi kéo k vào đây đó. Thì như vậy là chương trình sẽ là như sau. Chương trình này là máy sẽ chặn sẽ đặt sẽ thiết lập K làm số tự nhiên bất kỳ từ 1 đến 6. Được chưa? 1 đến 6 và gì? Và chơi cái âm thanh đó. Đây, chạy thử nhé. Đấy, chạy thử lần thứ hai này. Tôi là con mèo đây. Đấy, hai nó khác nhất là lần thứ ba này. Đấy, lại pop lần tư này. Tôi là con mèo đây. Đấy. Đấy, hát được rồi nhé. Đó. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta lợi dụng cái này, chúng ta thử làm một cái bài như sau này. Bây giờ tôi làm bài tập sau đây này. Bây giờ tôi không chọn mèo. Bây giờ tôi xóa mèo đi nhé. Mà tôi đưa vào đây là cô giáo. Và tôi muốn là cô giáo sẽ hát được cái bài ngẫu nhiên cho các em học sinh. Không phải cố định.
nhé. Tôi sẽ đưa cho cô giáo này, tôi đưa cho cô giáo này khoảng là 4-5 bài hát nhé. Sau đó thì cô giáo sẽ chọn mỗi nhìn một bài. Điều cô sẽ chọn là hôm nay cô sẽ hát tặng các em bài Chú Ếch Con, xong bật lên là sau lại bảo là hôm nay cô tặng các em bài hát Cả Nhà Yêu, Cả Nhà Yêu, Cả Nhà Yêu Thương chẳng hạn nhé. Thế cho làm như sau. Như vậy hôm chúng ta làm thử một cái bài tập là ứng dụng cái việc là tạo âm thanh, nhưng mà chúng ta cho phép là cái người sử dụng, cái người người nhân vật là có thể hát một bài hát bất kỳ. Rồi bây giờ tôi sẽ vào cái tab âm thanh của người đó, tôi xóa cái pop đi và tôi đưa vào đây các cái bài hát mà tôi đã có ở trên trong máy tính nhé. Tôi vào cái lệnh này để tôi đưa vào, ví dụ cái bài thứ nhất sẽ là bài là Chú Ếch Con, bấm vào đây chọn. Được chưa? Và tôi sẽ để luôn chính xác cái bài này đặt tên là Chú Ếch Con Thật, Chú Ếch Con. Lần này tôi dùng tên luôn nhé, Chú Ếch Con chính xác tên. Đấy, rất là hay. Tiếp theo là tôi sẽ vào cái bài số 2. Tôi chọn cái bài là bài Em Yêu Trường Em. Bài số 2 là bài Em Yêu Trường Em. Đó. Em Yêu Trường Em nó là 184 giây. Cái bài Chú Ếch Con là để bạn khi nó có âm thanh nhé, thì được ghi đây con số dưới đây chính là 37 35 37 35, chính là 30 chạy 37 giây, 35% của giây. Còn bài này là 184 giây, rất lớn luôn nhé. Vì tôi sửa là Em Yêu Trường Em, bị hẳn tiếng Việt đây, Em Yêu Trường Em. Đấy, được chưa? Rồi nhé. Sau đó tôi sẽ làm một cái bài hát nữa là gì? Tôi chọn 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 ba bài. Tôi chọn cái ba bài, bài bài số 3 là bài đây. Cả Nhà Thương Nhau. Nhé, Cả Nhà Thương Nhau. Đấy, bài này 139 giây. Không sao, chúng ta đây cho thử thôi mà. Nhưng mà chúng ta cho cô giáo là ba bài thêm biệt cho lập trình nhé. Cô giáo sẽ chọn một cái bài ngẫu nhiên. Chọn cái bài ngẫu nhiên nhé. Thì như sau này, để tôi kiểm tra xem. Để trình cho cô giáo nhé. Chúng ta vào âm thanh. Đấy, ở đây chúng ta rất tiếc chúng ta không làm sao mà lấy được cái tên của cái em bài hát ngẫu nhiên của chúng ta đã được. Chúng ta không không có chức năng để lấy được cái hơi tiếc như vậy nhé. Để tôi kiểm tra cái sensing nó có cái bài nào, có cái chức năng nào để mô tả để tìm cái đấy. Để tôi tìm, đây là cô giáo nhé. Không, chịu chết rồi. Không, không làm được. Hay được, vấn đề vào sau vậy nhé. Nhưng mà hiện tôi đành về để ở đây là đây tôi để chúng ta cho học đến cái chuyện là cho cái bài hát. Bây giờ đây chúng ta có ba bài hát, bài hát 1 là Chú Ếch Con, bài hát 2 là Em Yêu Trường Em, bài hát 3 là Cả Nhà Thương Nhau. Nhà thương nhau thì hiện nay chúng ta chưa biết được, điều giáo viên này chưa thể cho trước là một số là số 1 chẳng hạn, thì giáo viên này chưa thể lấy được cái thông tin là Chú Ếch Con ra bên ngoài để giáo viên nói với giáo viên sẽ nói với học sinh là bây giờ cô sẽ hát tặng các em bài Chú Ếch Con. Thì muốn nói như vậy thì giáo viên phải lấy được cái thông tin là Chú Ếch Con ra, thì hiện nay chúng ta chưa làm được. Nhưng mà tôi là như vậy, hóa ra chúng ta chưa làm được. Thì cái điều mà tôi muốn nói như vậy thì phải sang cái phần sau, sang cái phần chương trình nâng cao, chương trình Scratch cơ bản nó chưa làm được. Thôi là chưa vậy nhá. Để tôi xem là chúng ta sẽ có cách nào chúng ta lập trình ở mức độ cơ bản có thể làm được không. Rất tiếc chúng ta chưa làm được. Chúng ta chưa học đến cái phần đó. Cái phần mà chúng ta có thể lấy trích dẫn ra số 1 là Chú Ếch Con, số 2 là Em Yêu Trường Em, số 3 là Cả Nhà Thương Nhau, thì nay chúng ta chưa làm được. Không được, thế bây giờ chúng ta làm tập nhìn xong. Cô giáo số qua sẽ nói là bây giờ cô sẽ hát tặng các em một bài, thế thôi nhé, cho nó đơn giản. Được chưa? Đây thì làm như sau nhé. Khi bắt đầu vào chương trình, đây, cô giáo sẽ nói một câu như sau. Nói trong hai 2 giây sẽ bắt đầu hát nhé. Hôm nay cô sẽ hát tặng các em một bài thế thôi. Sau đó là chúng ta tạo một cái biến là bên K đây rồi nhé.
Sau đó chúng ta đặt cái biến k này là một cái số ngẫu nhiên từ 1 đến 3, là số các bài hát, số bài hát mà cô đang có là 3. Sau đó chúng ta cho cô giáo hát cái bài đó, chúng ta vào cái lệnh là play sound until done, và chúng ta đưa vào đây cái số 3. Thì chúng ta chỉ làm lấy lộn như vậy thôi. Hiện nay chúng ta không tự động lấy được cái tên của bài hát thứ ca này để vào đưa vào đây được, anh chịu vậy. Chúng ta nghe thử nhé, bắt thử nghe thử này. Đấy. Bài. Chúng ta ghi là bài, là bài bài đầu tiên của chúng ta nhé. Em yêu trường em với bao bạn thân và đây là cô bài giáo hiền, nhá. yêu Bài một yêu là quê hương cắp sách đến cô trường giáo cho muôn bạn yêu học học sinh thương. yeah. Nào bàn, nào ghế, nào sách, nào vở, nào mực, nào bút, nào ý cái bài này tôi muốn gì, tôi muốn là chúng ta có thể là đưa cái danh sách các bài hát thành một cái dãy, với số tự là 1, 2, 3 cho đến N. Vì tôi muốn nó vẽ hình này cho chúng ta xem mà. Và chúng ta có thể cho như vậy, đó là có thể bật âm thanh bất kỳ từ 1 cho đến N bằng cách chúng ta tạo một cái biến K, và đặt cái biến K đó là một cái số ngẫu nhiên từ 1 đến N. Sau chúng ta gọi cái lệnh là play sound. Gọi lệnh play sound và đặt cái số K vào đúng cái vị trí play sound đó thì nhân vật đó sẽ chạy đúng cái bài hát, cái âm thanh thứ thứ là thứ ca, được chưa ạ? Như vậy cái phần hôm nay là cái phần nhạc tôi chỉ trình bày như vậy thôi. Còn tôi nhắc lại ở chỗ này có một ý là hôm nay chúng ta có một câu hỏi mở là với cái số ca đó bất kỳ đó thì làm sao có thể lấy được tên của bài hát của cái âm thanh thứ ca ra, thì hôm nay chúng ta chưa làm được nhé. Phần đó là phần nâng cao. Được rồi, như vậy là xong. Các bạn đã hình dung được chưa? Như vậy là tôi nhắc lại là đây là tất cả những cái lệnh liên quan đến âm thanh, liên quan đến âm thanh nhé. Liên quan đến âm thanh, chúng ta vào cái sao, à, chúng ta vào không, cho là vào đây chứ, và đây là những lệnh liên quan đến âm thanh. Đấy. Rất đặc biệt. À, thêm một chút, khi chúng ta là có âm thanh rồi thì ở đây chúng ta có thể nhìn toàn bộ ở đây, và chúng ta có thể có những lệnh như là lệnh copy hay lệnh là xóa. Ví dụ tôi có thể đặt, tôi tạo ra một vùng này mà tôi có thể xóa đi. Ví dụ tôi muốn xóa đoạn cuối đi, tôi để ở đây tôi xóa như này và dùng lệnh delete là xóa. Xóa đi, bây giờ nó gắn lại là còn có là 60, 62, 62 giây thôi. Tôi có thể cắt nhỏ nữa này, cắt nhỏ nữa này. Nhưng mà còn lại là 27 giây thôi. Đấy, tự lấy về như vậy. Tôi có thể cắt giá, tôi có thể copy từ phần này sang phần khác được thoải mái. Bạn chú ý, nhưng đây là những cái một số lệnh rất là quan trọng liên quan đến việc ta xử lý âm thanh ở ngay trên màn hình luôn. Đấy, thì như vậy Scratch nó cho phép chúng ta làm như vậy. Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, là phần thứ hai của hôm nay, mới là phần chính của bài hôm nay. Tức là chúng ta học sang cái phần gọi là nhạc, âm thanh và nhạc, được chưa? Âm thanh và nhạc. Đó. Thì mà về nhạc thì chúng ta sẽ làm việc với cái nhóm music, tức là nhóm nhạc. Thì chúng ta cũng sẽ học hai cái nhóm lệnh. Nhóm lệnh thứ nhất là nhóm lệnh đánh trống, và nhóm lệnh thứ hai là nhóm lệnh chơi nhạc. Thì như vậy là nhân vật của chúng ta hoàn toàn có thể chơi nhạc được. Đây là cái phần rất là hay của Scratch. Phần này thật ra rất là phức tạp, nhưng mà tôi sẽ nói ngắn gọn trong một bài học thôi. Thật là cái phần chơi nhạc là chúng ta muốn đọc kỹ hơn, chúng ta phải học thành rất nhiều buổi thì mới được hết được tất cả mọi ý hay của nó. Thế là rồi, tôi sẽ nói nhanh nha. Chúng ta sẽ học một cái bài tương đối nhanh nhưng mà đầy đủ hết tất cả các lệnh liên quan đến phần phần music là nhạc nhé. Thì phần đầu tiên là chúng ta học về gọi là các lệnh đánh trống. Thì đối với phần mềm ấy, để tôi new cái chương trình chúng ta xem những new này. Thì khi mà chúng ta bật chương trình lên ấy, thì ở trong các nhóm lệnh này nó không có các nhóm lệnh là nhạc, không có. Thì cái bản Scratch 3 này nó cất cái nhạc đi vào một cái lưu, một cái chỗ là nó gọi là phần mở rộng.
chúng ta muốn đưa cái các lệnh về nhạc thì chúng ta phải bấm vào đây và chúng ta sẽ chọn các cái lệnh về nhạc. Đây, thế chúng ta biết đây nó có hai nhóm lệnh rất quan trọng. Một đây là cái nhóm lệnh là nhóm lệnh liên quan đến nhạc. Đây là nhóm lệnh liên quan đến vẽ. Thì buổi sau chúng ta sẽ học đến cái lệnh vẽ này nhé, buổi sau. Còn hôm nay học qua các bài này là về nhạc, là music, là cái nhóm lệnh mà dùng hỗ trợ cho nhân vật của chúng ta có thể đánh trống và chơi nhạc. Đấy, chúng ta vào đây nhé. Đó. Thì ở đây hiện ra các cái lệnh nhạc music đây. Nó có là 1 2 3 4 5 6 có 7. Có 7 cái lệnh rất quan trọng liên quan đến âm thanh, liên quan đến nhạc. Thì chúng ta chú ý nhé. Thì cái thì trước khi mà đi học vào những lệnh này thì chúng ta sẽ cùng xem xét một chút nhé. Để tôi ghi sẵn đây cho chúng ta hình dung. Thì đối với lệnh đánh trống ấy thì nó có hai cái em không được, chúng ta học về khái niệm beat đã. Beat đã nhá. Beat là cái gì? Chúng ta phải hiểu khái niệm beat đã thì chúng ta mới học nó đánh trống được. Thì beat nó là một cái nhịp, nó là cái nhịp hay nó là một cái xung nhịp, một cái nhịp nó gọi là nhịp trống đấy, hay là nhịp, nó là cái nhịp. Nhưng mà không không phải là cái beat này nó không phải là làm nó làm là cái nhịp để chúng ta có người theo dõi này, có người khi mà chúng ta cần đánh trống, cần chơi nhạc thì có một người điều khiển, có một cái điều khiển luôn gõ bàn này này đấy. Thì cái nhịp mà gõ, cái người mà làm cái việc mà giữ cái nhịp này thì cái nhịp đó nó gọi là beat. Thì cái này là một khái niệm rất là chung, nó là tổng quát trong tất cả các chương trình liên quan đến nhạc, liên quan đến bài hát. Nhưng mà đây chúng ta hiểu như vậy nhé, là chúng ta cần phải có mà bất cứ một cái gì mà liên quan đến đánh trống, liên quan đến nhạc thì phải cần phải có một cái nó gọi là cái nhịp trống hay là nhịp beat, nó gọi là beat đấy. Beat tức là nó có cái người mà giữ nhịp beat là dùng cái gậy mà chúng ta gõ đều đều trên mặt bàn, hay gõ một cái trống nhỏ nhỏ đấy, gõ đều trên mặt bàn, được chưa? Thì một beat đơn thuần là nó đo như thế nào thì ở trong scale nó đo như sau. Nhưng mà như vậy là một beat là một cái thời gian như nhau để chúng ta dùng để chúng ta đo tất cả các đại lượng liên quan đến 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 nhạc. Thì ở trong scale thì nó có lệnh này, đây là cái lệnh gọi là set tempo, một cái lệnh rất quan trọng liên quan đến beat. Thì mặc định lệnh này là gì? Lệnh này là chỉ ra cái số lượng beat được gõ trong một giây. Thì như vậy là mặc định là set tempo bằng 60, tức là trong 1 phút chứ, trong 1 phút, xin lỗi, cái này là đây là cái số lượng beat thực hiện trong 1 phút thì mặc định nó là 60, tức là mỗi 1 giây là một beat. Như vậy nó là đập, thế này là một lần à, thế làm để chương trình mặc định. Như vậy là mặc định ở trong Scratch thì mỗi một cái beat là 1 giây. Bây giờ chúng ta ghi lại trước để chúng ta hình dung. Bây giờ chúng ta sang cái phần thứ hai là phần liên quan đến nhạc nhé. Phần này tôi rất quan trọng, phần nhạc. Thì học sinh tiểu học, theo tôi biết trong mê chương trình mới của chúng ta, học sinh tiểu học là có môn nhạc, có môn âm nhạc, và học sinh bắt đầu từ tiểu học đã bắt đầu học cái khái niệm cơ bản về nhạc rồi. Thì đây tôi không nói sâu về cái chuyện về cái nhạc lý nữa, mà đây chỉ nói liên quan đến việc đánh trống và chơi nhạc ở trong phần mềm Scratch thôi nhé. Thì chúng ta chú ý nhé, như vậy là beat, khái niệm beat này hay nó gọi là nhịp, tức là cái em đó là cái thời gian, đó là cái mà đây là cái thời gian để cho gõ một cái nhịp trống đều đều. Thế thì mặc định nhỉ, mặc định là ở trong Scratch thì là một bit mặc định nhé, bit nó sẽ có thời gian là bằng 1 giây. Chúng ta có thể thay đổi cái này. Thì với cái một bit bằng 1 giây là bình thường, nếu mà một bit mà một cái nhịp gõ trống mà bằng 1/2 giây thì là nó nhanh hơn, nếu mà 1/4 giây thì nó càng nhanh nữa. Còn nếu mà nó làm 2 giây thì nó chậm lại. Như vậy cái số bit này này, cái con số này là để mô tả cái nó gọi là cái nhịp của điều trống hay nhịp của nhạc là nhanh hay là chậm. Thì ở trong âm nhạc có cái lệnh là tempo nhé. Tempo là cái nhịp trống. Đấy, thì cái tempo này là cái số lượng beat
trên 1 phút, trên 1 phút, gọi là BPM, tức là bit bit per minute, minute. Đấy. Tức là số lượng bit ở trên 1 giây, ở trên 1 phút, thì cái tempo mặc định của nó là 60, tức là 1 bit là 1 giây. Thì chúng ta cứ chơi, chúng ta cứ để cái nguyên như vậy, nên là cái lệnh sẽ tempo như vậy. Nếu chúng ta tăng này lên thì nó sẽ chạy, thì là cái số lượng bit sẽ tăng lên ở trong 1 phút. Như vậy cái thời gian giữa 1 bit, giữa 2 bit là nhanh hơn, thì cái tempo nó mạnh hơn, thì nó nhanh hơn nhé. Rồi chúng ta tạm thời quên cái tempo đi, và chúng ta coi chúng ta sẽ hiểu là như vậy là mỗi một em là 1 bit vẫn đập như vậy là 1 giây. Thì cái lệnh này thì chúng ta nhớ có 2 lệnh để mô tả cái việc đánh trống. Một là cái lệnh này là đánh một cái nhịp trống và sẽ đánh đánh và chờ kéo dài trong khoảng không phải là bao bao nhiêu bit đấy. Đấy, được chưa? Đấy. Còn lệnh này là lệnh nghỉ, nghỉ trong vòng bao nhiêu bit đó. Thì tôi lấy ví dụ nhé, bây giờ chúng ta muốn là đánh trống trong vòng không phải mà đánh trống mà kéo ra trong khoảng 0,25 0,25 bit, như 25 bit nhé, dùng lưu lượng bit, và sau đó là chờ chờ 1 bit, chờ nửa bit, chờ 1/4 bit, xong lại quay lại đánh nữa. Tôi vào tôi cho một cái vòng lặp như thế này, vòng lặp, tôi cho cái vòng lặp là như vậy. Hai cái này cộng lại là nửa bit. Tôi để cái này là 0.5 đi, 0.5, như vậy là đây là nửa bit, ở đây là 0.5 nữa nhé, 0.5 nửa bit. Như vậy là hai lệnh này là sẽ chạy, lệnh này là đánh đánh trống này, đánh trống trong kéo dài trong một nửa bit, phần 2 bit, và sẽ chờ phần 2 bit, và như vậy tổng tổng của hai cái này kéo dài là 1 bit, và tôi muốn cái này kéo dài trong 60 bit, 60 lần lặp. Như vậy là cái đoạn chương trình này nó sẽ chạy cho con mèo là đánh trống liên tục trong khoảng là một phút, cứ 1 giây là đánh 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 trống 1 lần. Chúng ta nhớ lại là hai cái này là 1 bit, tức là 1 giây, mặc định là 1 giây. Lệnh này sẽ đánh trống liên tục trong vòng 60 giây. Chúng ta thử nhé, chúng ta chạy thử cái đoạn trình này đây, chúng ta bấm nghe này. Như một cái lần chúng ta đánh trống cái là 0,5 bit, xong lại chờ được 0,5 bit. Đấy, nhưng mà các bạn thấy như vậy, vậy này là đánh trống là cứ đúng là 1 giây đánh trống 1 lần, và đánh trống 60 lần thì là xong. Đấy, chúng ta chú ý nhé, để chúng ta có thể đo đồng hồ và kiểm soát xem là khi hết trống, tức là hết là 1 phút, được chưa? Đấy, thì chúng ta chú ý cái lệnh đó nhé. Cái lệnh đánh trống như vậy nó liên quan đến bit, và bit là liên quan đến thời gian, chúng ta chú ý nhé. Đó. Bây giờ cho chậm lại nhé, tôi cho thằng này đánh là 10 lần thôi, 10 lần thôi, và như vậy là đánh trống trong trong 10 giây đấy, đánh trống trong một nửa giây, xong chờ nửa giây, đánh trống nửa nhé, tôi vòng chạy thử như này, đánh trống 10 lần thì dừng lại. Rồi, thế bây giờ tôi làm thử nhé. Khi cái lệnh đánh trống ấy thì chúng ta bấm vào đây thì máy hiện ra là có rất nhiều loại trống các bạn ạ. Đấy, hay là những loại trống nó rất đặc biệt, nó đặc thù lắm, trống trống thật trống thật luôn nhé. Bây giờ làm như sau, bây giờ tôi muốn là tôi tăng thêm như sau, tôi vào cái âm nhạc để tôi tăng thêm, tôi để đây là 0.5, 0.25 như cũ nhé, cho nó nhanh hơn nhé. Đây là 0.25 này, 0.25 này nhé. Rồi thì cái chỗ này là trong 1/2 giây thì đánh trống này, 1/2 giây sau thì đánh trống loại khác, đánh trống loại số 3 nên là size size stick đi đó, chúng ta điều đây. Như vậy là đây là 1 giây này, đây chính là đây khoảng đây 1 giây, đây là 1 giây đấy, thì là 1 bit đấy, 1 bit là 1 giây, mà 1 bit thì con mèo đánh trống 2 lần, mỗi lần là không phải là 1/4 giây và nghỉ 1/4 giây. Chúng ta nghe thử nhé. Đấy, thấy không nào? Cái đầu tiên này là đánh thẳng mặt trống, cái thằng thứ hai là đánh vào bên cạnh trống, cái
nó là sai sai six stick. Nhưng mà thế chúng ta ghi lại bài này nhé, chúng ta ghi lại bài này, chúng ta bài số 2 là đánh trống nhá. Đánh trống, trống kiểu là một tuần tuần nhưng mà giờ đánh trống nữa nhé. Đấy. Rồi thế chúng ta xem như vậy là quan hiểu chưa? Như vậy là cái bit nó lên là liên quan đến thời gian. Thời gian mỗi bit như vậy là một bit như vậy là 1 giây, mặc định là 1 giây. Để chúng ta chú ý nhé. Như vậy là mặc định là mỗi bit là 1 giây là rất quan trọng. Đấy. Thì việc đánh trống nó có đánh trống nó có hai lệnh. Việc đánh trống nó có hai lệnh. Một là lệnh là đánh cái trống gì, đánh trống cái loại gì là trong trong cái thời gian này bao nhiêu, thời gian này tính theo bit nhé. Và cái lệnh thứ hai là lệnh nghỉ 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 trong bao nhiêu thời gian. Thời gian đấy. Đánh trống gì thì ở trong phần mềm nó hỗ trợ rất nhiều loại trống khác nhau nhé, trống khác nhau và trong thời gian là bao lâu, thì cái ở trong cái liên quan đến nhạc thì tất cả các thời gian này đều đều tính theo đơn vị bit hết, bit nhé. To chứ biết là chúng ta hình dung nhé, là tính theo đơn vị bit. Thế nên tự nhiên như Việt Nam mình là những người mà chơi nhạc đều dùng cái từ này thành thành Việt hóa là bit, mà anh ấy là BEAT nhé, bit. Như vậy bit nó là một cái nhịp thời gian đều ở trong một cái bản nhạc. Đấy. Cái bit này là mặc định nó là 1 giây, nó là cái nhịp bình thường, cái nhịp nhạc bình thường, nhịp trung bình thường. Còn chúng ta mà cho cái bit thì nó giãn ra thì sẽ đánh trống chậm, mà nó tăng lên thì đánh trống dồn dập hơn thì nó là cái nhịp nó nhanh hơn. Chúng ta chú ý nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau bây giờ tôi cho bạn xem cái rất hay nữa là nhỉ, là cái thì đây là cái lệnh set tempo tôi vừa nói đấy, là nhịp beat là số lượng nhịp trống trong 1 phút. Đấy. Còn đây đây là các loại trống mà chúng ta đang 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 nhìn thấy nhé. Các bạn thấy là size stick là cái này chúng ta dùng cái này, còn đây là share drum là cho đánh thẳng vào mặt trống này. Như vậy là ở trong Scratch hỗ trợ rất nhiều loại trống chứ không phải một loại. Nhưng chúng ta mà thạo ấy thì chúng ta có thể sử dụng các loại trống khác nhau nhé. Tôi lấy ví dụ như cái trống này, cái trống là crash là cái loại trống này này, là loại trống nó như đánh xẻng ấy, đánh như vậy trên mặt trống mặt 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 như này. Chúng ta thử nhé. Chúng ta vào đây, bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái nữa đi, thêm một cái lệnh nữa đi. Bây giờ chúng ta play cái này là cái này này, đấy, cái này là cái như là, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ thay cái này bằng cái này, xem nó có hay hơn không? Đây. Đâu này tùy chúng ta lựa chọn nhé, đây là cái mình và bắt cảm thụ của âm nhạc nhé. Nó còn tiếp như là chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái bài khác. Chúng ta sẽ kết hợp cái chuyện là đánh trống và người nhảy như thế nào. Được rồi, chúng ta làm thử nhé. Bây giờ chúng ta áp dụng cái này một tí. Chúng ta đi một chương trình mới này. Bây giờ tôi bỏ cái ông này đi và tôi mèo tôi sẽ cho đây một cái người đây. Ở đây cái những người này ở trong Scratch có rất nhiều nhân vật mà giống như ông này là có thể nhảy được nhiều lắm. Đây, nhảy. Đây, ông này nhảy nhé. Để tìm xem có ai đã nhảy được không này. Vào chỗ bộ. Ông này nhảy là môn này. Đấy, nhiều lắm. Thôi tôi vào ông này nhé. Đấy, cái ông này là cái cô này. Tôi cho cô này vào trong sân khấu cho nó đẹp. Cô này cô nhảy ở đâu nhé? Cô nhảy ở đây nhé. Đấy, nhảy ở đây. Được chưa? Rồi. Thế chúng ta làm như sau. Chúng ta quản chú ý hay là bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho cô này là đồng thời vừa đánh trống, đồng thời vừa nhảy.
các bạn chú ý là hai bên đấy, hai cái việc đánh trống và nhảy nó phải trùng khớp với nhau thì nó mới chuẩn xác, chứ không đánh trống một đằng nhảy một nẻo thì nó mất ý nghĩa. Các bạn cùng nhau, chúng ta cùng nhau làm một chương trình, tức là vừa đánh trống vừa mô tả đánh trống vừa nhảy, và cái việc đánh trống và nhảy đó nó phải khớp với nhau. Chúng ta cùng nhau làm nhé. Đầu tiên chúng ta làm cái việc là đánh đánh trống đó nhá. Bây giờ tôi vào đây, lúc nãy tôi sẽ cho đánh đánh trống trong, tôi dạy tìm hiểu sau nhé. Để tôi vào cái lệnh đánh trống đây, cho vòng lặp. Đầu tiên là trống chính này, 0,25 bit này, được rồi. Sau đó là nghỉ 0,25 bit này. Sau đó đánh trống lần thứ hai, đánh trống lần thứ hai, được. Trống lần thứ hai, tôi vào cái size stick này. Đấy. Sau đó là 0,25 nữa này. Sau đó tôi vào cái số 3, là tôi vào cái đánh trên mặt crest nhé. Thì với cái này thì tôi cho nó muốn hai chỗ này là 0,25 0,25 0,25, chỗ này là một bit rồi. Thì bây giờ tôi muốn là cái đoạn sau này là một bit nữa, tôi để chỗ này là 0,5 0,5 nha. Đây, tôi để ở đây là 0,5, và sau đó tôi sẽ cho nó chờ. Không được, vẫn không không nên không không nên như vậy, vẫn phải 0,25 cho nó đều nhau nhé. Như vậy chỗ này là nửa giây này, một giây, đây là một giây rưỡi, không sao, một giây rưỡi, và tôi chạy cho nó là một giây rưỡi nhé. Và đây là chạy 20 vòng, là vòng lặp 20, như là một giây rưỡi nhân với 20 là đúng 30 giây. Như vậy cái vòng lặp này là đúng 30 giây, được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ lập trình cho câu này là đồng vừa bật nhạc lên là vào trình là bật nhạc luôn, và cô này nhảy luôn, và nhảy đúng 30 giây thì dừng lại. Và mỗi lần nhảy như vậy là cô này làm động tác là đúng, cứ mỗi lần đập trống thì là nhảy một lần, đập trống nhảy một lần nhé. Chúng ta làm thử nhé. Đây, bây giờ chúng ta làm cái lệnh thứ hai cho cô này. Đây, và cô này cũng sẽ vào. Cô này chúng ta không cần phải làm như này, mà cô này cứ để tôi xem là như nào thì hợp lý nhé. Nhảy bao nhiêu lần này, như vậy là 30 lần đúng không? Đây là 30 giây à, nhớ lại nhé. Chỗ này là một giây, chỗ này là 30 giây nhé. Như vậy là 30 giây thì tôi muốn cho cô này là cứ nửa giây thì nhảy một bước. Như vậy cô này sẽ phải nhảy là sẽ phải lặp là 60 lần. Làm cho cô này là 60 lần nhé. Repeat là 60 lần. Mỗi lần như vậy là nửa giây. Thì làm như sau này. Rất đơn giản thôi, là cô làm như sau. Cô này sẽ làm như sau. Bắt đầu vào là cô này là vào chính lệnh này. Chính là cái lệnh là next costume. Chính lệnh cô này là động tác nhảy đây. Thì đối với cô này là cái người này là người như này mà. Đây, costume như này mà. Đây, là người kia. Đây là nhảy đúng không? Đó. Thì như vậy tôi sẽ lập trình. Lên này chính là nhảy. Nhé. Và sau đó là chờ. Chờ là chờ nửa giây. Đây là lệnh wait nhé. Lệnh wait. Tiếp lại chỗ này là chúng ta là bên trái của chúng ta là 1,5 giây. 1,5 nhân với 20 thành 30 giây. 30 giây thì tôi 30 giây nhé, thì chỗ này tôi lại cho nó hợp lý hơn nhé. Thì đây là 1 giây thì 60 giây là 60 giây cũng đúng, mà nó phải là đây là 0,5 giây. Thì chỗ này là hai cái này là 0,5 giây. Nhân với 60 thì đúng là 30 giây. Đó. Được chưa? Chúng ta thử này. Bây giờ thử chúng ta ra kiểm tra sau nhé. Như vậy với lập trình này tôi nghĩ rằng là hai bên nó sẽ khớp nhau.
thời gian đúng là cùng là 30 giây cả. Và cái người này là sẽ nhảy chậm hơn một chút so với đánh trống, vì trống thì cứ đồng thời trống là cứ nửa giây thì một lần trống. Anh này cũng sau có nửa giây thì anh ta nhảy một lần. Chúng ta làm thử nhé, chạy thử này. Bắt đầu. Đấy, đều chưa? Đấy. Mỗi lần trống rồi anh nhà thì cô này cũng nhảy một lần. Tức là cô lần đầu khác một lần. Và đúng 30 giây thì cả hai sẽ cùng dừng. Thế như vậy là học là cách chúng ta có thể điều khiển cái người nhảy theo đúng cái nhịp mà trống mà rất là khớp nhau. Chúng ta rất chú ý đến cái beat nha. Beat thì là từ beat tức là suy ra được dây đó. Cái lệnh điều khiển mà next costume này, lệnh ở bên phải này là cái lệnh mà cho cô này cô thay đổi cái động tác ở người thôi, nhưng mà thay đổi đó là chúng ta dùng cái đơn vị dây để chúng ta điều khiển. Còn ở bên trái là chúng ta điều khiển bằng nhịp trống thì dùng dùng cái beat, nhưng mà lại beat lại tính quay được tính bằng dây, bằng cái lệnh là set tempo. Chứ chúng ta sẽ biết được như vậy là bên trái của chúng ta là cái điều khiển qua beat và tính bằng dây, thì tính ra là bên trái nó chạy đúng 30 giây dừng lại, và bên phải cái lệnh bên phải lệnh này này tôi cũng lập trình là sao cho cái người này cũng nhảy múa theo đúng nhịp trống và đúng 30 giây để dừng lại. Được chưa, các bạn đã hiểu chưa? Đấy, như vậy đây chúng ta vừa mới học lại rất là hay của tempo nhé. Đây bây giờ tôi sẽ ghi cái này lại, là bài số 3. Bài số 3 là người nhảy nhé. Người nhảy theo nhịp trống. Theo nhịp trống. Ví dụ là 1 đi. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ lại điều khiển nữa cho các bạn xem nhé. Đây. Bây giờ tôi lại new một cái mới và làm một cái tương tự như đây. Tôi sẽ làm mạnh hơn một chút, hay hơn một chút nữa nhé. Bây giờ tôi sẽ bỏ người này đi và tôi tìm một người khác đi. Cái người nó nhảy cái này không hay lắm, tìm một người khác nhảy hay hơn nhé. Tôi tìm một người khác này. Ông cái người này hay này nhé. Đó. Cái này có vẻ rất hay nhá. Đây bây giờ tôi sẽ tìm một cái sân khấu. Thì đây có bức hình này là sân khấu thôi, không có hình nào khác sân khấu được nữa nhỉ. Có cái này, cái này cũng là cái dạng sân khấu, được chưa? Bây giờ bài này tôi làm như sau này. Việc nhảy thì giống lúc nãy, nhưng mà người này sẽ chạy từ bên trái nhảy sang bên phải xong lại quay lại, cứ như vậy liên tục, và cái việc này sẽ lặp lại một cách là vĩnh viễn. Đấy, coi chừng là chúng ta cho ông này là vĩnh viễn luôn nhé. Bây giờ làm thử này. Thì đầu tiên cho cái tôi cho cái người này cho bé đi một chút, cái này để hết hơi to quá. Và cái lệnh là lúc tôi cho cái ông này giảm đi một chút. Này tôi giảm đi còn là 60 thôi. Bạn như vậy bài này khó một chút nhé. Tôi cho ông này là vừa nhảy 60. 60. Đấy. Nhé. Ban đầu tiên thì ông này sẽ là gì? Đầu tiên ông này sẽ nằm ở bên trái, go to ở bên trái. Đấy. X gì là để ở đây nhé. Đấy. X gì là trừ 220. Trừ 220 và y là 0 nhé. Và tôi cho bạn này là quay sang bên phải. Được chưa? Và tôi đặt cho bạn này là góc cạnh thì quay lại, nhưng mà luôn 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 là đứng thẳng như vậy, không cho phép là lộn. Chúng ta dùng cái lệnh gì cho như hôm trước nhé. Có lệnh là đặt chế độ quay. Này, lệnh này là đặt chế độ quay, và đặt chế độ quay của bạn này là không quay gì cả. Don't rotate, đứng nguyên. Ông này cứ thế mà ở thế này thôi, đi này và đi từ bên trái sang phải, từ phải sang trái, cứ như vậy nhé. Thì đây là chế độ mà khi gặp cạnh thì quay lại, nhưng mà do cái lệnh là đặt cái chế độ quay là không quay, cho nên là người này vẫn cảm giác chạy từ đây sang bên này và
và quay lại. Được chưa? Đấy. Đây lệnh bắt đầu này. Rồi, thế bây giờ tôi bắt đầu lập trình để chúng ta mà nhé. Mình làm tôi làm như sau này. Mình làm tôi làm như sau. Tôi lập trình như sau. Tôi để ở đây, tôi để thấp hơn một tí nhé. Để y bằng trừ 100 đi. Lại này. Ôi không được. Lại sâu quá. Lại trừ 50 đấy nhá. Lại vừa rồi đấy nhá. Này tôi làm sao này, tôi muốn như sau này, tôi bấm nút space thì bắt đầu, và cái việc nhảy như vậy là tôi để cho nó vĩnh viễn luôn, không cần cái gì cả. Hoặc là tôi các bạn có điều khiển sau là bấm space một lần thì bắt đầu chạy, nhưng mà bấm space lần thứ hai thì dừng lại. Thế nhé, được rồi, mình làm như sau này. Bây giờ sân khấu sẽ là người điều khiển như sau, nhưng sân khấu sẽ là người mà ra cái thông điệp là bắt đầu. Bấm vào đây thì sân khấu nhé, khi mà tôi bấm nút space, thì sân khấu sẽ là người đưa ra cái thông điệp là bắt đầu trò chơi. Tôi vào cái lệnh new này mà tôi gọi là từ start. Mình là diễn học rồi đúng không nào? À, như vậy là sân khấu là cái nơi mà đưa ra cái thông điệp là bắt đầu để chúng ta điều khiển người này. Rồi, thì bắt đầu này. Khi bắt đầu start thì chúng ta sẽ lập trình cho cái người này, lập trình cho trống trước nhé. Thì bây giờ chúng ta muốn cho nó vô hạn, tôi cho vào cái vòng lặp là vòng lặp forever nhé. Và tôi bắt đầu cho nó bật này, tôi vào music này và đặt này. Đầu tiên là đặt cái chế độ là cái đây là cái bấm ở phía trên nhé, ở phía trên này chạy trong 0,25 nha. Sau đó là nghỉ 0,25, tôi thông thường nó nghỉ chứ, nghỉ 0,25. Sau đó lại một lần nữa ở trên, một lần nữa 0,25, sau đó nghỉ 0,25, sau đó là bấm một lần ở bên, bấm một lần ở bên cạnh đâu, chúng ta vào đây nhé và bấm ở bên cạnh, chúng ta chọn là size stick. Đấy, size stick nó là cái hình như này, nó là cái này này. Đấy, cái này nhé, size stick này. Rồi, size stick. Sau khi size stick xong thì cho cái này cũng nghỉ 0,5. Đấy, chúng ta bắt đầu như chúng ta làm khác này. Chúng ta cho cái đánh trên mặt này vào cái lệnh này này. Đấy. Đấy. Rồi, sau đó là ngay sau đó không nghỉ và bấm luôn vào cái chỗ này. Đây, bấm luôn vào cái này là bass drum, tức là cái trống trầm nhé. Chúng ta chọn cái bass drum. Mà cái lệnh là bass. Cái bass nằm ở đâu? Ở đây, bass drum là số 2. Đây, vào đây. Đấy. Như vậy là vừa vặn khít nhé, đây này, vừa khít nhé. Đây là một đây là nửa giây này, đây là một giây, chỗ này một giây nhé. Chỗ này nửa giây này. Đấy. Cho nghe thử này. Vậy là rất đẹp nhé. Như vậy là liên tục, mà cái gì của nó là cứ hết vòng này làm, hết vòng này làm 2 giây, cái này là 1 giây, cái này là 2 giây, được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi trình cho bạn này. À, nhắc lại các bạn một chút là chúng ta, vì chúng ta là nhắc lại một chút là sân khấu đã trống được đó, chúng ta có thể chuyển cái lệnh này này sang cho sân khấu cũng được, thì không cần thiết là phải cho mất đỡ thời gian. Tôi chuyển nhé, chuyển toàn bộ cái này sang sân khấu đó, vì sân khấu cũng được quyền là đánh trống như bình thường. Để chúng ta vào sân khấu nhé, đây sân khấu cũng được quyền đánh trống bình thường, chúng ta cứ chuyển cái vai trò đánh trống cho sân khấu để cho chúng ta dễ 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 nhìn hơn. Rồi chúng ta vào đây, và bây giờ chúng ta sẽ quản lý cái anh này, chúng ta bỏ cái này ra, và bây giờ chúng ta sẽ lập trình để điều khiển cái người này là nhảy múa, được chưa? Rồi. Thì như sau nhé. Thì mặc định là cái người này sẽ như sau, sẽ luôn nhảy múa. Chúng ta vào cái lệnh này, chúng ta vào cái lệnh là next costume. Và mỗi bước nhảy của anh ta là tôi đặt chế độ là 0,25 giây cho nó nhanh hơn nhé. Tôi đặt chế độ là đây, đặt chế độ là cái lệnh là wait là 0,25 giây. Như vậy cái anh này tôi muốn anh này là nhảy với tốc độ là nhanh hơn. Mỗi 1 giây là nhảy được bốn lần luôn, tôi đặt chân đạp tay được 4 lần, được chưa? Nhưng mà tôi sẽ làm điều khiển tiếp theo,
Tôi khiển cho anh này sẽ chuyển động từ bên phải sang trái và gặp bộ cạnh thì quay lại. Đây ta làm như thế này. Chúng ta làm như sau. Đây, chúng ta vào cái lệnh, cũng vào lệnh này nhé. Chúng ta vào cái lệnh này. Đấy, về này. Cho ta xong hết nhé. Start này. Thì cho anh này như sau. Cho anh này là vào cái lệnh là forever. Forever. Và anh ta như sau. Anh ta sẽ luôn move về phía trước. À thì không cần, không cần. Không cần, chúng ta luôn luôn vào đây chứ. Move về phía trước là 2 bước, để ngay đây đi, không cần để ngay đây đi, không cần thiết phải để nhé. Đấy, chờ chờ 2 giây nhé. À, và ở đây chúng ta luôn đây, chúng ta cứ lệnh là nếu gặp cạnh thì quay lại. Đó. Không cần thiết phải làm lệnh mới nữa, mình nhắc lại nhé. Như vậy là anh này sẽ vừa nhảy vừa bước về bên phải 2 bước. Thầy để đến bước chậm 1 bước được, sao ra thật chậm, chúng ta cảm giác đi chậm chậm và nghỉ không phải 25 giây, nhưng mà cứ 0,25 giây thì anh ta bước về bên phải và đồng thời là múa múa một cái động tác nhé. Và khi các cao cạnh thì quay lại, và cái động tác này sẽ lặp vô hạn lần. Bây giờ chúng ta thử xong đúng không nhá. Bắt đầu này, bấm vào đây và bấm space, bắt đầu ngon như này. Gọi mình chúng ta tầm chắc luôn, động rất là đều đặn, không như là anh em đưa tay cũng lúc nhịp trống luôn nhé. Đấy, ta đi một bước thì hơi lâu, ta sửa lại mình nhanh hơn nhé, cho nhanh hơn. Để tôi sửa đi chậm, chúng ta khó quan sát lắm, chậm quá, để tôi sửa lại như thế này. Này, để cho anh ta đi thẳng. 5 bước cho nó nhanh nhé, để tôi xem lại ta đi nhanh như nào nhé. Rồi bây giờ chúng ta lại phải làm lại này, đi 5 bước nhé. Từ đầu này, bấm vào đây này, bắt đầu bấm space, bắt đầu này, đấy, nhanh như vậy là một cái em ta vô phẩm người đánh trống mà theo đúng nhịp luôn. Là chúng ta nhập ngoài quay lại luôn nhé. Đó. Được chưa? Thì đó là cái bài đây là cái bài số mấy đây. Cái bài này các bạn về nhà làm bài tập bài này nhé. Bài này là bài tập là như sau này. Chúng ta làm bài tập là bấm phím space thì dừng lại. Dừng lại thì anh này sẽ tiến ra ở giữa, tiến ra giữa sân đây và đứng đứng nghiêm chứ không phải múa may như này, đứng nghiêm và nói là xin chào các bạn và hết 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 chương trình. Đây là bài tập về nhà. Còn bây giờ bài này tôi ghi lại. Bài này tôi ghi lại với cái bài đấy là bài số 2, bài số 3, bài số 4. Bài số 4 là nhảy. Nhảy theo nhịp. Nhảy theo nhịp trống nhé. Các bạn thấy như vậy là cái đề tài này về trống này có thể mở rộng ra được rất nhiều các bài khác nhau. Đây tôi chỉ đưa ra một vài ví dụ thôi. Còn thực tế các bạn có thể là tạo ra cái việc trống này là việc đánh trống này theo rất nhiều cái nhịp điệu khác nhau rất là hay khác nhé. Những cái đó là cái sáng tạo của cái người lập trình thôi. Đây tôi chỉ mô tả rất đơn giản là cái trình trống của chúng ta nó rất là đơn điệu như này thôi. Còn thực tế chúng ta có thể làm là rất nhiều cái nhịp trống khác nhau được. Đây là tôi chỉ mô tả một cái dạng là một cái ví dụ đơn giản. Được rồi, thì bây giờ chúng ta phải dành thời gian cho phần khác. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo mới là phần cũng rất hấp dẫn nữa. Là cái phần liên quan đến gọi là đánh nhạc nhé. Bây giờ các bạn nhìn bản nhạc này thì bây giờ câu hỏi đặt ra là liệu phần mềm có đánh cái bản nhạc này được không? Đấy, và đánh như thế nào? Đấy, thì chúng ta hôm nay sẽ học nhanh cái bài tập này nhé. Thì câu trả lời như sau này là Scratch cho phép chúng ta đánh nốt nhạc hoàn toàn được. Chúng ta có thể đánh cái bản nhạc này trên cái đàn của đàn piano chẳng hạn, hay trên một cái đàn bất kỳ khác, bằng sáo cũng được, đánh bằng kèn cũng được. Tức là phần mềm cho phép chúng ta lựa chọn các công cụ mà công cụ đánh 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 ý, mà chúng ta đánh cái nhạc của bài này. Được chưa? Thì đây là một cái ứng dụng rất là hay của Scratch, mà nếu mà chúng ta biết dạy cho học sinh vô cùng thích thú, và nhất là cái giờ âm nhạc đấy, cái giờ nhạc của học sinh đấy, học sinh có thể dùng cái này để học sinh sẽ thích thú và học học theo nhé. Được rồi, thế thì
Để hiểu được cái này, thật ra đúng là phải hiểu hiểu một chút về nhạc lý, về khái niệm thế nào là nhịp, thế nào là nốt nhạc, thế nào là cao độ, thế nào là trường độ, thế nào là cái nốt lặng, nốt nghỉ, vân vân. Nhưng mà cái đó chúng ta không cần thiết phải. Nó không nhận gì ấy, không nhận bản tính. Mặc dù em đã lấy cái bản tính mới tinh ở bên ngay bên này sang mà cắm mà nó không nhận ấy. Được chưa? Như vậy là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái này nhé. Tìm hiểu cái lệnh của Scratch mà hỗ trợ cho cái việc là chơi nhạc nhé. Được chưa? Thực ra là chúng ta có thể bỏ qua, thế là không cần thiết phải dạy học sinh đầy đủ tất cả các nguyên lý liên quan đến nhạc lý đâu, mà chỉ cần biết một vài thứ thôi. Không còn nhiều, thì tôi mô tả cho các bạn nhé. Thì cái lệnh cơ bản nhất để đánh nhạc là cái lệnh play note, Thì lệnh play note thì nó có hai cái tham số rất quan trọng. Một tham số là đánh nốt nhạc gì, đánh nốt đồ, nốt re, nốt mi, nốt la. Đấy, ví dụ là đây, ở đây chúng ta ví dụ đây nhé, đây là nốt phà, nốt phà phà phà, đây là nốt re, đây là nốt phà, đây là nốt son, đây là nốt phà, nốt nốt rề, mà nốt rề rề đây là nốt son đó. Thì các bạn nè, thực ra chỉ biết là cái nốt này nó là nốt gì thôi nhé. Và quan trọng nhất nữa là cái nó làm chúng ta phải hiểu là cái trường độ của nó. Thì là cái nốt này nó chúng ta hát, chúng ta đánh nó kéo dài bao nhiêu là beat. Đấy. Thì cái lệnh này này, cái lệnh là play note này 60 for 0,5, thì 60 nó là nốt đô, thì là cái, để tôi kiểm tra xem nó đô nó gì, 60 này. Đây, nốt đô, nó đô đấy, nó đô. 60, mỗi một nốt nhạc ở trong bản nhạc nó có đánh số hết nhé. Thì đây là một cái quãng 8, quãng hai quãng 8 chính, là bắt đầu nốt đô là 48 là nốt này. Xong đấy nốt đô là ở đây, và cao nhất là nốt xí ở đây. Nốt xí ở đây là 71, nhưng mà cái số nó đánh liên tục này. 48 50 5 52 53 55 57 đây. Ở giữa chốn nếu mà 55 57 ở giữa là 56. 56 chính là nốt đây là son, đây là la, thì cái 56 ở đây là chính là nốt là son thăng. Đấy, son thăng nhé. Nốt re, nốt mi thì re là 50, mi là 52, thì nốt 51 chính là nốt là re thăng nhé. Nó nằm ở giữa re và mi, nó là re thăng, hay nó là mi giáng, dùng từ gì cũng được. Đấy. Thì cái này là học sinh, các bạn cũng, nói chung là các bạn giáo viên mà dạy tin thì cũng phải biết một chút về nhạc, biết từ mức độ đơn giản thôi, không cần biết nhiều, không cần biết nhiều một chút nào. Nhưng mà các bạn là chúng ta phải nhớ, chúng ta nhớ nhé, chúng ta phải nhìn nốt nhạc. À, đây chính là nốt đô thì là 48, đây là nốt rê là 50, đây là nốt mì là 52, đây là nốt pha 53, nốt son 55, nốt la 57, nốt si 59, nốt đố là 60, nốt rế là 62, nốt mí là 64, nốt phá là 65. Và cái hình này các bạn phải học thuộc lòng, bạn luôn để bên cạnh máy tính, để chúng ta khi lát nữa chúng ta sẽ mô phỏng nốt nhạc thì chúng ta sẽ nhìn vào đây và chúng ta sẽ gõ được lệnh. Đấy, thì khi chúng ta bấm vào chỗ này thì nó hiện ra phía dưới cái nút này, và chúng ta nhìn vào đây. À, đây là nốt đố đây nhé, các bạn thấy nhé, nốt đố nhé, đây là đố nhé. Thì suy ra là cái chỗ này là nốt, đây là nốt, nốt son này, nốt la này, nốt si này, tôi không nhớ là bìa với cái thân tâm hạt đấy, cứ ta cứ theo cái hàng này nhé. Và đây là cái lệnh mà nghỉ, là nốt lặng, nốt lặng. Ở đây ở trên màn hình chúng ta chú ý nhé, đây là cái hình mà mô tả các cái hiệu nốt nhạc và mô tả cái trường độ của nó. Nhắc lại này, cái cao độ là nốt đồ ri fa sol la si đô, còn cái trường độ là cái nốt đó nó kéo nó ngân bao nhiêu bit. Thì có thấy những cái con nốt ngân dài, con nốt ngân ngắn, đúng không nào? Đấy, thì cái âm nhạc nó hay, âm nhạc là nó chỉ là một cái bản nhạc, chẳng qua làm dãy các nốt thôi, nhưng mà các nốt đó đừng ngân với cái trường độ khác nhau.
Cái thì ngân là 0,5 bit, cái thì ngân là 1 bit. Thì 1 bit đây hiểu chính là cái nốt đơn, là nốt đen. Đây, chúng ta nhé. Thì cái nốt đen là nốt ứng với là đây chính là ứng với là 1 bit. Còn nốt mà nốt trắng ở đây thì là ứng với là 2 bit, nốt tròn là 4 bit, nốt móc đơn là 0,5 bit, nốt móc kép là 0,25 bit. Còn bên đằng sau này ít khi dùng lắm. Còn đây là cái nốt nghỉ. Nó nghỉ chính là dùng cái lệnh là rest, dùng lệnh này này là chính là nốt nghỉ. Thì nghỉ như nào? Nghỉ thì đây là nốt nghỉ, đây là nghỉ, nghỉ như 4 bit là 4 nốt đen. Đây là nghỉ 2, nghỉ đây là nghỉ 2 bit, đây là nghỉ 1 bit và đây là nghỉ 0,5 bit và đây là nghỉ 0,25 bit. Thì cái nghỉ này ứng nó tương đương với cái này. Cái nghỉ này tương đương với thằng này, thằng này tương đương với thằng này. Thằng này tương đương với thằng này, thằng này tương đương với thằng này. Và do đó chúng ta nhìn vào bản nhạc, chúng ta biết ngay đây là cái gì? Đây sẽ là cái nốt là nốt pha. Nốt pha là nó là cái gì? Và chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta sẽ gõ được. Được chưa ạ? Đấy nhất như vậy là bây giờ cho các bạn xem thử nhé, đây. Bây giờ chúng ta sẽ new new một cái mới và chúng ta như bạn nào cũng chơi chơi đàn này hết nhé. Này. Đây thì chúng ta sẽ vào cái music và chúng ta vào cái lệnh là play note đó. Thì trước khi mà đây bây giờ chúng ta làm thử đấy nhé. Sau khi chúng ta play note là nốt đô này, không phải là nốt đô sẽ là không phải nốt đơn nhưng là móc đơn không phải năm nhé. Thì ví dụ thế. Ví dụ thôi. Ai mà thạo thì có thể dùng cái này chúng ta có thể sáng tác được nhạc đấy. Nốt đô là nốt đô nhé. Đô là 0,5 nhé. Sau chúng ta sẽ nốt thứ hai chúng ta để cho nó nhỏ hơn một chút. Nốt đô là nốt này. Nốt thứ hai ta để nốt này để xong rồi này. Đây là đô đây nhé. Đô đây là đô này. Đô này. Đây là rê này. Không phải rê. Đây là đô này. Đây là rê này. Đây là đô thăng này. Đây là đô rê nhé. Đô rê đây. Đấy. 0,25 này. Chạy thử này. Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tôi cùng các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đánh thử một cái bài nhé. Bây giờ tôi tìm cái bản nhạc nào đây ở trong máy chính thống, trong này tôi có sẵn cái bài ở đây. Trước khi đánh bài thì tôi cũng nói thêm một chút là đây là cái lệnh mà cho phép chúng ta là chọn cái công cụ mà đánh nốt nhạc mặc định sẽ là piano. Thì chúng ta đây mặc chúng ta dùng cái lệnh này, đây cái lệnh này là công cụ để đánh những cái nhạc này nhé. Đấy. Để là trên cùng đây. Mặc định sẽ là piano. Bây giờ tôi chuyển sang là dùng organ thì nó khác nhé. Organ là piano điện nhé. Hay tôi chuyển sang dùng là guitar này. Đấy, thấy không nào? Có rất nhiều cái công cụ khác nhau nhé, các bạn thấy không này? Nhưng mà có rất nhiều các công cụ đánh đàn khác nhau. Đây cho bạn xem cái hình ảnh của nó đây này. Đây này. Đàn piano này, có đàn bass này, có kèn saxophone này, rồi kèn luyết này, rồi là cello này, đấy. Rồi các kiểu khác nhau nhé. Như vậy là chúng ta được quyền chọn rất nhiều các loại nhạc cụ khác nhau để chúng ta đánh cái bản nhạc cụ bên mình đó. Mặc định sẽ là piano là cái công cụ đánh nhạc cổ điển nhất là chúng ta dùng. Mặc định sẽ là piano, chúng ta có thể chọn các cái lựa chọn cái công cụ khác nhé. Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kể ra cái này là hơi khó rồi chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng nhau đánh thử cái bài này, đánh thử cái bài này nhé. Đánh thử cái bài này như nào? Bây giờ tôi sẽ đánh từng nốt một cho ta xem nhé. Nhưng cái này bây giờ hơi khó, nhưng mà bây giờ các bạn phải chụp lại cái hình ảnh cho tôi này. Chụp lại cho các bạn để xem một cái màn hình khác để xem bên cạnh. Và chúng ta sẽ nhìn vào đó và chúng ta sẽ đánh đánh nhạc ở trên cái này. Bây giờ tôi làm thử cho bạn xem nhé. Bây giờ tôi cho nó nhỏ lại này. Đây. Tôi sẽ làm như sau, tôi sẽ
Tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ nhìn thấy được cả hai cái tôi muốn như vậy. Đây, đây, đây. Ở đây chính là cái màn hình mà tôi muốn nhìn được cả hai bên. Không làm nào mà đợi một chút. Nè. Bị làm thế nào nhỉ? Làm thế nào tôi nhìn thấy màn hình này nhỉ? Đợi một chút. Tôi copy xuống đây nhé. Copy được không nhỉ? À, copy được. Bây giờ cái này làm sao mà tôi muốn cho nó, tôi muốn co cái này lại. Đấy. Tôi muốn co cái này lại được không? Chiều co ngang nó không cho phép co, không sao, tôi sẽ co theo chiều thẳng đứng nhé, thẳng đứng được rồi, mà sau đó tôi chuyển sang đây đấy, mà tôi để ở đây nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ xác lập trình ở trên này và tôi đánh đánh theo cái phía dưới này nhé. Đấy. Và các bạn cùng với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và chúng ta sẽ làm nhé. Đây, đây là son này, son là nó sẽ là 55. Bây giờ tôi làm lại từ đầu nhé. Đây như này mà đúng nào. Ôi bây giờ tôi sẽ phải thu nhỏ lại. Thấy thấy kẹo kia cửa sổ quá, bên tay phải hoặc bên tay tả kẹo ngắn ngắn, cái này kẹo Ok, là dưới này thành là năm hình này, tôi đường không thôi không không kéo được. À để này nhé, rồi. nó hình Để này, cả thằng có bên phải hoặc cả là tôi không, cái hình này nó không cho phép mình co theo chiều ngang. Thế bây giờ à, tại đây 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 không phải thay thêm mở trên đến cái kia giải có thay như thế trên đến phá bỏ được hết thay kẹo à, đây đây quá rồi đây rồi nhá, phải. đây 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 tôi sẽ kéo sang bên này. Đây 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 một tí. Đây đây nhá. Bây giờ tôi cho con hình này nhỏ lại này. Đấy. Phóng to nó cho nhỏ lại này. Đấy, thế này nhá. Đâu rồi? Đấy. Các bạn nhìn thấy cả hai bên chưa? Đây nhá. Đấy. Để này đi. Rồi. Không sao. Đợi tôi một chút. Cho nó nhỏ lại nữa này. Đấy. Từ từ đi. Không được. Rồi nhé, mình sẽ làm như sau này. Tôi để vào đây nhé. Rồi. Và ở đây tôi bắt đầu tôi lập trình luôn này. Đấy, dùng cái này nhé. Đây. Bây giờ nhìn vào đây nhé. Nhìn đây này. Đây là son son, son sẽ là 55 nhá. À, đây là nốt đơn cho nên sẽ là 0,5 bit. Giờ ta như sau này, tôi sẽ kéo cái này ra này nhá. Đây tôi kéo cái play note ra này nhé. Ở đây sẽ là 55 nhá, 55. Son son 55. G là đây, đây là son nhá, 55 này. Và đây là 0,5 bit. Đấy. Thì đây chính là cái lệnh, là đây chính là cái lệnh đầu tiên. Cái lệnh này này nó ứng với cái nốt này, nhá. Đó, nốt thứ hai giống hệt như vậy, tôi chỉ việc copy xuống này, copy xuống nốt thứ hai. Nốt thứ ba, đây là nốt la nhé. À, nốt la, sẽ là 57, và đây nó làm, nốt đơn, đen nó nốt đơn nó làm, một bit. Thì tôi sẽ kéo là tiếp theo là tôi kéo nốt la. À, đây là son này. À. La nhá. Năm mươi lăm đúng không? Nốt la. Từ một chút này, đúng rồi, dưới này cơ mà, tôi nhầm nhầm, không phải, năm mươi lăm ở dưới này cơ mà, năm mươi lăm ở dưới này. Đây đây. 55 này. Đấy, 57 này. 57 nhá. 57 vào chỗ này là 1. Chỗ này là 1.
tôi dùng số nhanh hơn là tôi mò ở trên kia nhé. Vậy ở đây là chúng ta chú ý nhé, ở đây là 55, ở đây này son son la, nhưng mà 55 55 57 57 57 đây là một bit này, xong tiếp theo lại son một bit nữa nhé. Để tôi kéo xuống đây và tôi chọn đây là 55 55 55 và đây là một bit. Được chưa? Một bit. À, sau đó lên là nốt đố, đố đây là nốt đố ở đây là 60 thì phải, là chữ nốt đố đây 60, và đây là nốt đố cũng là một bit, nốt đố đây là một bit là nốt này. Sau đó là nốt si, nốt si là hai bit, ở đây là nốt nốt si là nốt trắng là hai bit. Nốt si ở đây là gì? Nốt si ở đây là 59. 59. 59. Và nốt si đây là 2 bit. Tôi chạy thử thì biết ngay, tôi chạy thử đúng không chị nhá. Nhá. Chạy thử này. Đấy. Xem có đúng hay sai nhá, tôi chạy lại này. Đấy, đúng như nào, như vậy là cho giờ phần này là chạy phần này là chính xác rồi. Chỗ này là phải, chỗ này là nốt nốt trắng đây là 2 bit là đúng nhé. Bây giờ chúng ta làm tiếp này, đây là mở quá, đây là hai nốt gì, đây là hai nốt là son nữa nhé, hai nốt son giống hai nốt son này, hai nốt son này và làm lấy nốt la, nốt la nốt son, những bốn nốt này là bốn nốt này là giống bốn nốt này. Tôi có thể là tôi copy lại như vậy, là bốn đầu đây tôi copy lại như sau, tôi copy lại cái này. Đấy, như vậy là được thêm 4. Thế á, nên làm lại này. Ừ. Như vậy tới đây là đúng tới đây rồi. Bây giờ tôi làm nó là nó rế, đúng không? Nó rế ở đây là nó rế ở đây là 62. Đây tôi làm kéo lên nhé. Tiếp theo sẽ là nó rế. C này, 62 là nó này. 62. À, chỗ này nốt đế đây là bao nhiêu? Nốt đế đây là một bit, một bit nhé, một bit. Thế này. Sau là nốt đô. Nốt đô là 2 bit. Tức là tôi kéo xuống tiếp theo là cái gì? Tiếp theo là 60. 60 là 2. Đấy, chạy thử nhé. Mà sao chậm có không? Bây giờ muốn nhanh hơn tôi làm như này, muốn nhanh hơn tôi sẽ đặt cái lệnh là set tempo, tôi cho tăng lên một chút, tôi sẽ nhanh ngay, tôi tăng ngay lên là ví dụ là 80 chẳng hạn, thì mỗi một cái nhịp của nó là một giây một phút sẽ chạy là 80 bit. Tôi để trên này nó nhanh hơn ngay, đây tôi để trên cùng cho nó đẹp. Đấy, chạy thử này. Đấy, nhanh hơn chưa? Đấy nhé. Bây giờ tiếp theo là đây hai nốt son, hai nốt son này là giống hai nốt son này. Đấy, tôi sẽ copy xuống nhé. À, copy hai hai là nó kéo xuống, đây là copy hai cái nốt son này, đỡ phải gọi lại đây cho cái này lên và tôi copy xuống, chính là hai cái này nhé. Cũng là nốt gì đây? Đây là nốt, đây là nốt, đây là nốt re này, mi này, fa, nốt xóm đúng không? Cái nốt này là nốt rất là cao, nốt này là nốt, là nốt là nốt đơn, đây là một nhưng mà rất là cao, đúng với là do re mi fa son. Đấy, xóm xóm nốt này là 67, xóm đúng không? 67. Đây là nốt pha, nốt pha đây nha, nốt pha xóa này này, xóa này hãy
số 7 nó đầy đấy, nó đầy này, nó pha hay nó mi pha nhỉ, từ 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 nhé, đây nó son nốt là nốt 67 này, 67 nhé, xuống hai nốt, hai nốt 64 đấy. Đấy. 64 ở đây là bao nhiêu? 64 ở đây là đây này, 64 ở đây vẫn là một nhé. Sau đó là nó đô, đô là kéo đây là một nữa, một đô đây, đô. Sau đó nó si là 59, là 59, 59 cũng là một hết đấy. 59, 59 sau đó là si đây, sau nốt la, nốt la là bao nhiêu, nốt la là nốt la là 59 đúng không, cái nốt la lên 57 59 đấy, 57 57 và 57 này cũng là một một hết đó. Mình nghe lại từ đầu nhá, sẽ nguồn thông chính xác này, nghe lại từ đầu này. Đấy, đúng, thế bây giờ là đúng hoàn toàn nhé. Nhưng mà cái nốt cùng là nốt 57 là nốt la, là nốt này. Vì chúng ta là quay lộn ở trên nốt này. Đây là nốt re, nốt mi, nốt phá. Nốt phá. Nốt phá nên là phá phá đơn. Đồ. Đấy, nốt phá là nốt 65. Và 65 này là 0,5. Đây, đây hai nó này này là 0,5 và hai, và hai nốt liền 0,5 hay là hai nốt liền hai nốt phá nhé. Đấy, hai nó phá đấy. Bìa xuống nó này là xuống một nốt thôi thì là xuống là 64. 64. 64 lại là 1. Chỗ này là 64. Chúng ta làm dần là chúng ta sẽ làm nó quen. Chỗ này nó sẽ là 1. Đấy. Nhưng mà chúng ta làm tận tận chỗ này rồi này. Xong là về nốt đô thôi. Đô là 60. Chúng ta đô lên lại là 1. Đấy. Nốt đô nhé. Xong tăng lên nốt rê. Rê xong phân rô là kết thúc, đây là kết thúc rồi này. Chỗ này tăng lên nó rê là đồ rê là 62. 62. 62 ở đây cũng là 1 và cuối cùng là đô là 2. Đấy. Được chưa? Chúng ta chạy lại từ đầu nhá, xem ra chúng ta vừa mới hoàn thành xong cái bài bài này. Chúc mừng bà sinh nhật nhé. Con chỗ nó không chính xác lắm nhỉ. Cái chỗ này này, nó có vót lên này. Chỗ này là nó là 65 này. Có một chỗ nó cao vót lên đâu nhỉ? 65, 65. Đấy. Đâu rồi? Đây. Chỗ này bị sai này. Cái chỗ này là 57 này, không phải 025. Chỗ này 57 này là 1. Nó nghe nó hơi là lạ. Này bị sai hết nhé. Đây này, hai cái thằng này là cao lên này. 65 65 là cao lên là chỗ này này, đúng không? Còn trước đó này 57 này,
Trước đó là nốt này là một, tôi mới nhầm chỗ này phải là một, thằng nào đấy cũng không nghe năm chỗ không đấy. Đấy, bây giờ tôi chạy thử lại nào, bây giờ bật to là không còn nhìn thằng kia nữa này, chạy thử lại nha, xem có đúng không nha, đây bấm vào đây. Bạn thấy tôi vừa hoàn thành xong bài hát nhé. Bây giờ tôi sẽ làm cho hay hơn này. Bây giờ tôi sẽ cho nó lặp lại mà này, tôi cho nó lại hát 3 lần và mỗi lần sau là hát nhanh hơn lần trước một ít. Làm như sau nhé. Đây, lần đầu tiên tôi cho nó là nhịp của nó là để là 80 nhé. Và tôi cho nó vào cái vòng lặp 3 lần. Đây. Lặp là 3 lần. 3 lần. Cho nó vòng lặp. Và khi hết vòng lặp thì tôi tăng cái tempo lên một ít cho nhanh lên một chút. Tôi vào đây và tôi sẽ vào cái lệnh là đây, có cái lệnh là change tempo. Đây. Đây là lệnh set tempo, là đặt chính xác là cái số beat ở trên ở trong 1 phút. Còn đây là lệnh tăng cái số tempo trong 1 phút lên. Bây giờ sau mỗi lần lặp tôi cho tăng lên là 10. Như vậy cứ sau mỗi một lần vòng lặp thì nó tăng cái tempo lên 10 và nó quay lại thì nó sẽ cảm giác nhanh hơn nhé. Như vậy là hát 3 lần. Hát 3 lần và mỗi lần như vậy là hát nhanh hơn lần trước. Bấm thử nào. À, bắt đầu nghe nào. Hai nhắc nhanh hơn rồi đấy. Chúng ta vừa mới làm xong một cái, bây giờ tôi sẽ làm cho đẹp hơn nhé, tôi sẽ đổi. Ôi chết rồi, bấm nhầm, xin lỗi. Ôi rồi, làm sao bây giờ ghi lại được nhỉ? Ôi rồi, bấm nhầm mất rồi, cái này không 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 Ctrl Z được. Thôi là chịu vậy nhé, bài này tôi sẽ tìm trên máy tính của tôi một cái bài tôi làm sẵn rồi, tôi tìm cho các bạn xem. Bấm nhầm nút tôi xóa một cái người đi. Nhưng mà đi, tôi thay người này nhưng mà bấm nhầm mất rồi. Để tôi tìm trên máy tính cho tôi xem có cái bài đó được gọi đó không nhé. Tôi tìm lại trên máy tính, máy tính mail tôi còn cái bài nào. Tôi tìm lại nhé các bạn. Đợi tôi một chút. Đấy, nhầm lỡ tay một chút là chết luôn. Bây giờ tôi sẽ mở một cái bài. Tôi nhớ trên máy tính của tôi đã có rồi. Chọn lưu đâu đó một cái bài music này. Đây nhé. Đây, Happy Birthday rồi. Đây, cái bài tôi làm sẵn ở trong máy, trong nhà của tôi nhé. Set tempo đây rồi. Bài này hay hơn có cả hình này nữa nhé. Nhưng mà tôi không muốn như vậy, tôi không cần cái này. Vì tôi muốn thay con mèo này đi. Không xóa được, tôi phải như sau, tôi vào đây chứ, tôi vào nhầm. Tôi vào đây và tôi tìm người người khác. Đây tôi thêm. Đây tôi vào người này. Người này sẽ là cô giáo sẽ là người hát, thấy chưa? Nên tôi bỏ đi. Tôi bấm nhầm một nút là xong. Đó. Như vậy bài này tôi làm như sau, tôi làm lại bài này, bài của tôi đã có sẵn trong máy tính đấy. Như vậy hết xong một bài này, sau đó tôi sẽ tăng cái tempo lên, ở trên tempo hẳn 20 luôn này, tôi để là 10 nhé, cho nó đúng đấy này. Tempo là 10 này. Mười nhé. Đấy. Lúc vậy thôi. Bây giờ khác là đây. Bây giờ tôi làm như sau này. Ban đầu tôi đặt cái tempo của tôi là 80 nhé. Sau đó thì lần đầu tiên tôi cho nó chạy là piano nhé. Đó. Sau đó đến lần thứ hai. Tôi không biết lần thứ hai, lần thứ ba hay khó nhỉ. Thôi thôi được, tôi để không sao, để với các bạn ở nhà làm thêm nhé. Tôi muốn lần 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 tôi muốn lần thứ nhất thì là piano, lần thứ hai
lại làm một cái lần vòng thứ hai, tôi muốn làm một công cụ khác, vòng thứ ba cụ khác làm như nào, tôi làm như sau. Bây giờ tôi sẽ phải làm như sau, tôi sẽ tạo một cái biến để tôi đếm trong lần thứ hai, lần lần thứ hai nhé, ca này. Đấy. Rồi thì như sau này, ở vòng thứ nhất, tôi xếp ca bằng một, được chưa? Đó, tôi để ở đây nhé. Và như sau, tôi làm như sau thì tôi muốn làm như sau nhé. Bây giờ tôi muốn làm như sau, tôi vào cái lệnh if để tôi kiểm, tôi vào tôi đặt if đây nhé, if tôi để hai, tôi để hai hai thôi. Đây bây giờ là if như sau này, if này, if k bằng một nha, nghĩa là vòng lọc đầu tiên thì tôi đặt cái dụng cụ hát là piano nhé. Sang vòng thứ hai, đây tôi sẽ đặt cái công cụ hát là tôi dùng cái kèn, tôi lấy vị nhé. Tôi đặt vòng hai, tôi đặt cái lệnh này, đặt cái lệnh này, set instrument, tôi chọn nó là cái vòng thứ hai. Cái kèn là cái gì? Cái kèn không rõ lắm, cái kèn là cái gì? Để kiểm tra lại nhé, để kiểm tra lại cái lệnh này. Saxophone, nhé. Tôi tìm cái công vòng thứ hai là saxophone nên có không nhỉ? Đây, saxophone. Đó. Được chưa? Tôi để cái này vào đây và tôi để cái này vào đây. À, hát hai lần thôi nhé. Đầu tiên đây tôi để 100. Vòng thứ hai tăng lên một chút. Rồi, ta bắt đầu lại ngay đầu, lại từ đầu này. Khi kết thúc tôi phải tăng ca lên một đơn vị thì nó mới đổi được. Đây đây này, quên mất, tôi sẽ phải xuống lệnh là trên ca bay một ở đây này đó, thì nó mới vòng thứ hai nó mới đổi được cái bắt đầu từ đầu này này. Bài số 5 là chơi nhạc nhé. Mùng năm, mùng sinh nhật, thôi được rồi, thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Hôm nay là tôi vừa một cái bài giới thiệu nhanh thôi. Thật ra cái phần mà cái bài hôm nay nếu mà nói thật kỹ thì phải nói phải bốn bốn năm buổi thì mới hết, nhưng mà vì tôi giới thiệu nhanh để chúng ta thấy như vậy là Scratch nó có công cụ nhạc rất là hay, công cụ tên là Music, có vài lệnh thôi nhưng mà nó rất là đa dạng và nó giúp chúng ta có thể nôm na là chúng ta có thể mô phỏng được các cái bản nhạc, dùng các loại kèn, các nhạc cụ khác nhau, chúng ta có thể kèm vào với nhạc là trống nữa. Nên tôi chưa mô tả được cái chuyện là giữa nhạc và trống chưa làm được, thì các bạn về nhà các bạn sẽ làm thêm, nhưng mà tập đó nhé, chúng ta có thể vừa vừa đánh trống là vừa chơi nhạc, là người nhảy múa nữa, là người hát nữa nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Vâng ạ. Ừ, chào các bạn. Chào thầy ạ. Ừ. Chào các thầy cô ạ.